Chiều rồi. Hiện tại giờ là cũng sắp 5 giờ luôn rồi các bạn. Nước ngay khúc này lạnh như ta. Hả? Nước ngay vòng vòng đây lạnh ghê. Ừ, nước bắt đầu nó mát lại. Mất hút. Đi vô cái khu bên này nó mọc cao quá trời cao. Cái lùm này nó như là cái lùm môn luôn các bạn, nó bự quá trời bự rồi, không biết cái gì. Bự lắm, không biết cái gì. À đây nè, đây nè. Cái gì mà ốc ruộng la quá vậy? Chèn 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 chèn. Trời ơi. Ủa nó mập. Ấm 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 ấm. Đây chơi camera men g nha các bạn. Trời ơi nó đã các bạn ơi. Mệt. Mệt nhưng mà vui. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Ủa nó nằm gọn trên bàn tay nè các bạn. Bự lắm. 2 cân nha các bạn. Quá hớp luôn các bạn ơi. Ở cái mỏ. Vô. Ê ê ê ê. Em cũng đọng lục bình lên thấy sợ. Trời ơi, giờ chơi chơi cái đồ đựng kỳ vậy. Bỏ cái gọng luôn rồi. Cái gọng đi ở đây nó vướng quá các bạn ơi. Vướng viết à. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, giờ đeo vậy á. Đây, toàn cảnh. Toàn cảnh đeo cá của ốc ruộng các bạn. Nè, chiều rồi nè. Trời chiều rồi, đi từ trưa giờ nắng rồi, giờ tổ độ các bạn. Ốc ruộng giờ khỏe lại rồi các bạn ơi. Khỏe rồi. Nè, có cái mặt nè, có mặt ruộng nè. Khỏe. Ừ. Còn nữa, đi cặp rồi. Quá hớp rồi. Có khả năng là sao con nghĩ là đi cặp á. Con. Chạy mất rồi, chạy mất rồi. Ừ, ngay chỗ này nước sâu chứ bộ. Sao bé mạnh. Bây giờ bắt lại nè. Đây. Hả? Đi qua đây luôn. Trời ơi, cái gì mà ốc ruộng siết liên hồi các bạn. Không biết cái gì mà ốc ruộng siết không buông luôn các bạn. Liên hồi. Bắn liên thanh luôn rồi. Ôi, nó nữa rồi. Đâu. Khán giả đang mong chờ lắm nè. Một cặp thấy chưa? Thấy chưa? Mà nói mà các bạn ơi. Con này nó vàng đẹp hơn các bạn. Đây cho các bạn coi bé hồi nãy nè. Đó, hai bé. Hèn chi nãy giờ nó xào quần ở đây. Trời ơi, cá rô bỉ. Rồi đâu à? Trời ơi. Hô. Cầm đây. Đây, trời ơi, nặng tay rồi các bạn. Hai bé nha. Xíu nữa mình lên mình sẽ quay kỹ cho bạn coi. Con này con sau nó nhỏ hơn.
Ủa con cá rô biển bự gì vậy? Con nữa kìa. Lậm luôn. Hai con. Ủa cá sạc bự vậy? Giờ làm hết cuối dài rồi các bạn ơi. Bây giờ bỏ vô trong cái này các bạn. Ở đây quay cho các bạn coi nè. Ủa cái con sao á nó đỏ nhiều hơn. Nhưng mà nó nhỏ hơn chút xíu. Nó cũng 8-10 với con bé kia á. Cá này ở đây là cá thiên nhiên. Nó ở đây lâu năm rồi các bạn ơi. Đã thiệt. Hàng chi nó chạy làm sao mà thiệt quá trời quá đất mà. Nó độn sao lên. Đúng rồi. Bởi vậy phải đem về xào thôi chứ không có nấu món nào khác được hết á. Chép này có chân tương. Đúng rồi. Cắn xuống. Đó, phía xa xa kia nhưng mà mình thì mình thấy là con cá là nó xong rồi đó mà không biết là sếp Lâm có bắt được nó hay không này các bạn, có mò được nó hay không. Nhịp cái nào nó rung cây cái đó mà đảm bảo là nó chết. Ủa cá mùi. Cá mùi quá tuyệt vời trên đời. Ơi, nó chùm ở đây luôn rồi. Khoan từ từ đụng nữa. Xích lại chút đi. Nó chùm rồi. Thấy chưa? Bỏ vô cho nó chắc. Ây da, cầm đi. Kẹt rồi, cameraman bị kẹt ở đây rồi các bạn. Trời ơi, cá mùi. Đây. Cá mùi thiên nhiên nha. Trời ơi, sao mà nó bự dữ vậy ta? Trời ơi. À, cái mỏ nè. Câu khó dính. Trời ơi. Đây. Cái gọng các bạn. Tôi bỏ nó vô nè. Đã thiệt chứ. Khủng khiếp. Size này chắc là khủng nhất rồi các bạn. Cái khúc đó mà bỏ ra ngoài chắc bắt cừ lắm á. Không có đâu con. Chúc mừng sếp Đặng Văn Lâm nha. Nặng rồi đó. Hay là cái mùi nó đi cặp đi bày. Đúng rồi. Con này chắc đầu đàn rồi. Nó cũng phải có vợ có con chứ. Trời ơi. May mặn lắm không đi làm hả, tao quằn tới sáng cũng được nữa. Biết vậy đây. Mặt bơ phờ rồi nhưng mà lên cá cái tỉnh liền các bạn. Tỉnh chứ. Chiều rồi nè các bạn. Đây. 5 giờ các bạn ơi. Ủa, trời ơi, nó rung trên này luôn à. Giờ cá quá trời quá đất cá rồi. Út này nhóm tay Út. Gì? Nhóm tay đâu kìa. Đưa vô định cho nó chạy xuống. Cái nhóm mình đi từ lúc trưa tới giờ các bạn. Lúc 12 giờ mấy à. Bây giờ cứ chích kiểu nào cũng đụng các bạn. Quần từ trưa giờ rồi. Cho nên là cá nó cũng gom lại nó cũng mệt rồi. Đó. Ở mày Vinh. Ủa gì vô duyên vậy? Mày Vinh. Ở mày Vinh ngon. Ở cái bụng kìa. Ây da. Đây. Đây là nguyên bài mày Vinh luôn. Rồi, nó chứ không ai á. Nó chạy con, một bài luôn. Con nó mới chạy vậy thôi. Tính ra nãy giờ nhóm mình đi có vòng vòng đây bán kính chắc tầm 2-3 mét nè. Đó, các bạn có thể thấy được là đó. Đi có chút xíu à. Xung quanh khu này không à. Bên đây cũng đụng. Bên kia cũng đụng. Hai bên này kêu như hỗ trợ nhau nè. Đó. Bà sạc bỏ bự nè. Ừ rồi mà bỏ chạy ha. Lâm luôn. Bỏ vô. Cameraman Út mò coi con gì nó làm cái bụt bự lắm. Đây cameraman nha các bạn. Mình nhìn nè. Thấy chưa? Thấy đã chưa? Út nói có con gì nó làm cái bụt mà. Ủa giỡn hả? Thằng ơi nữa các bạn ơi. Nữa. Ô. Biết mà. Rồi. Nãy là chép vàng, giờ chép đen. Ba bé, hôm nay là hát trích luôn các bạn. Thôi quá rồi. Út ruộng lập hát trích hôm nay rồi các bạn ơi. Nè. À.
Cái này câu cũng đã lắm chứ bộ. Trời ơi, câu dính cái còn này nữa. Vô luôn. Đó nè, thấy chưa, thấy chưa. Thấy hả? Chưa. Nó đó, nó đó. Nó đi bày dưới đây nè. Bươn qua, bươn qua. Chuyện gì? Chuyện gì? Nó đó. Đi một bầy rồi. Quậy như tử hết cái chỗ này nè các bạn. Khoan để xí cho nhà Lâm nha. Rồi. Nó nữa, nó nữa. Nó chứ không ai á. Đây 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 đây. Rồi tụt rồi thôi. Cái gì đậu bự lắm. Cái gù. Cái gù dưới biển. Cái gì đậu đây bự lắm là mời. Tiêu luôn rồi. Là sao? Không lẽ cái rô nó mà độn dữ? Không không, không phải đó. Cái gì bự lắm. Mới thêm bắt thêm một con cá rô phi nữa các bạn. Ủa cái này là cái gì chứ không phải cái vỏ cá các bạn ơi. Trời ơi quá trời quá đất rồi. Cuối giờ rồi. Bây giờ là mình sắp như vậy các bạn ơi. Trời ơi. Quá hớp rồi các bạn. Trời ơi. Cá quá trời luôn Mạnh ơi. Em nghe là nữa rồi các bạn. Đây nè đó. Các bạn có thể thấy được là chỉ có xung quanh bán kính khoảng tầm 2m đến 3m khu này thôi. Có nữa nè. Ném 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 ném. Đây các bạn. Tiếp tục bỏ vô vỏ. Trên kia xiết nữa rồi kìa các bạn ơi. Cuối giờ rồi. Ú, thấy chưa? Biết ngay mà các bạn. Nó phải đi số 4 chứ sao mà nó đi số 3 được các bạn. Trời ơi, con này là vừa đúng cặp với lại cái con thứ hai luôn các bạn. À, đây, cận cảnh. Hút ruộng cho cá vô. Cho cá vô đây. Đó. À, quá hớp các bạn ơi. Mình sắp sửa sách hết nổi rồi các bạn. Đây. Yeah. Đi bắt cá chép không vậy? Sạc cho bá nội. Ừ, cá sạc nè. Quăng qua đây, cameraman chụp cho. Đây các bạn. Nè. Cho vô vỏ. Rồi. Bây giờ cameraman sẽ quay cho các bạn coi một cái này cực kỳ thú vị. Đó, một con cua kình nái. Nó đang leo lên bờ các bạn. Tránh nước nè. Cua cái. Nhớ mình chuẩn bị rút quân thôi các bạn ơi. Sắp tối rồi. Thôi luôn rồi các bạn ơi, giờ phải mở đèn điện thoại luôn nè, để về nhà mình mở sản phẩm rồi cho các bạn coi nha, chứ giờ ở đây là cũng không thấy luôn á. Nè, một vỏ bự vậy luôn nè. Đây nữa nè. Kinh khủng không? Bên đây một bên đây nữa nè. Rồi rộng rồi ôi nè. Bỏ túi cá vậy, bỏ túi nè. Đó. Dữ vậy trời. Ok, vậy mình đi, nhớ mình sẽ đi về nhà để mà có đèn sáng á, nhớ mình sẽ quay cho các bạn coi sản phẩm nha. Giờ đây tối quá. Mũi nữa, mũi nó bay nè các bạn ơi, nè. Mũi kinh khủng mũi luôn. Ok. Mũi lắm rồi. 6 tiếng 7 6 7 tiếng đồng hồ rồi. Đi thôi, về thôi, về thôi. Mấy giờ? 6 giờ 15 à. Hẹn 6 rưỡi là 6 15. Tiếng có 50. Ồ, mới về tới cả nhà ơi. Về tới nha các bạn. Uống luôn. Quá trời quá đất luôn các bạn. Ừ, đổ ra, đổ hết ra. Quá đã, quá đã.
Ôi nó ú nè các bạn. Hết bên đây. À bên đó cũng có một con. Con còn ếch to các bạn. Đây bỏ bỏ vô đây nè. Ấy chụp chụp lấy. Đây là cá lóc nha các bạn. Quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Thành quả từ trưa giờ các bạn. Con ếch đó cũng khủng lắm luôn á. Đem gì cho con bé đi. Thôi, đem gì cho con bé đi. Tại nó bỏ vô ăn đi. Ồ, hai bé cá lóc nó đang thui luôn các bạn. Cá này ở ngoài Bắc á, người ta kêu bằng cá sọp. Cá sọp hả? Cá sọp. Kêu đi câu lua cá sọp. Mình mới cá lóc bự này cũng đâu có bự đâu. Mình mới xem kênh của mấy anh ở ngoài Bắc các bạn. Nó bằng cái con trước là trời ơi, cá bự hơn. Cá đã anh đại rồi. Cá. Con lươn bên kia một gọng nữa kìa các bạn. Bắt ra từ trong gọng bắt ra mỗi tay luôn, không hết luôn các bạn. Quá trời quá đất. Con lươn quá đã. Bên này ốc ruộng cũng có 2-3 con lươn. Nó bay, nó bay. Tính ra nãy thấy con này bự chứ nó chắc nửa ký cái gì lắm. Cái đầu không chứ đâu có bự mấy đâu. Trời ơi, con cá rô phi kìa. Bán bằng con cá chép luôn chứ bộ giỡn hả? Toàn là cá rô phi khủng không à. Mấy con tôm bỏ vô lại, mấy con tôm bỏ vô lại. Có con tôm càng xanh nữa các bạn. Sướng à. Quá trời quá đất luôn. Hôm nay tổ độ. Thì lúc chuẩn bị đi là cái vợt ống ruộng gãy là mình nghi rồi các bạn. Mình nghi là hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi. Đây, thành quả đấy các bạn. Làm ăn cái gì bắt đây nha. Trời ơi. Cá bự, cá nhỏ gì bắt đây. Nhiều của em nè. Nói. Mình bắt đi, bắt về trở nè. Lấy cái này đem đi. Đem đi xông khói các bạn. Gác bếp các bạn. Hả quần. Lát này dồn dồn bữa nào nấu. Bữa nào nghỉ xuống nấu. Quá đã luôn. Trời ơi, con cá chép nó bự, ngon nè. Đây, được rồi. Đi à. Cá chép nữa nè về. Cá chép em đâu hoài à. Thì bắt về chứ không ai ăn không, cho. Thôi được. Kính này. Chặt. Đây. Chặt cứng rồi. Cứng nhắc rầu. Ơi nó tới kìa. Bắt cái con lóc về ăn không? Thôi. Đúng là cá lóc ruộng các bạn. Cá lóc đồng mạnh ghê. Vậy. Ok. Cảm ơn sếp Lâm nha. Chào mọi người nha. Ok. Giờ còn đi làm nữa các bạn ơi. Kết thúc một ngày đi săn mình nổi. Các bạn xem video này hay mà thấy hay á, bạn nhớ like cho nhóm mình nha. Rất là mệt luôn nha các bạn. Bye bye. Hẹn lần sau. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Giờ nhóm mình đem em cất nó đi và đi tắm rửa nghỉ ngơi thôi các bạn ơi. Màn chứ không có đi cắt được. Bây giờ phải màn các bạn ơi. Ok, bye bye các bạn nha.